Chào quý vị, mọi nội dung trên kênh này đều được bảo vệ bản quyền trí tuệ. Vui lòng không sao chép hoặc sử dụng bất kỳ phần nào của video để tránh những hậu quả không mong muốn. Xin cảm ơn. Chào quý vị, cái video này mình tiếp tục trả lời một số câu hỏi nhận được ở bên uh, channel Social Secure 247 và một số câu hỏi nhận được ở trong channel qua email thì những câu hỏi mình sẽ chia sẻ trong video ngày hôm nay liên quan đến những cái đề tài như vậy kết hôn với vợ ở Việt Nam vợ được lãnh theo tiền hưu ở Mỹ đổi xe ảnh hưởng gì đến SSI Medicare chồng lãnh SSI chồng lãnh tiền SSI vợ đi làm an sinh xã hội trừ khấu trừ uh, không có hợp lý lãnh tiền hưu xin thêm Medicare uh, ra sao ha cái câu đầu tiên mình muốn uh, chia sẻ là liên quan đến một câu hỏi để mình đọc sơ sơ về câu hỏi như vậy tôi có câu hỏi tôi độc thân hiện đang hưởng ssi tôi có một chiếc xe cũ nó hư nhiều cháu rượt tôi muốn đổi chiếc xe cũ đó và cho tôi chiếc xe khác của cháu có được không làm như vậy có phạm luật không nếu không phạm luật tôi có cần báo cho xã hội biết hay không ok coi như là mình có một chiếc xe xe cũ hư nhiều thì mình muốn đổi thành một chiếc xe mới và chiếc xe này từ người cháu của mình à, cho coi như là ở đây chỉ nói rằng là cháu ruột tôi muốn đổi chiếc xe cũ đó thì cái đó đó là phải cần trình bày rõ ràng với an sinh xã hội bởi vì không biết là đổi chiếc xe cũ đó rồi cho tôi chiếc xe khác của cháu là ra sao à, nên phải trình bày rõ ràng với an sinh xã hội chiếc xe của mình đó mà cái giá trị mình cho ví dụ là giá trị là hai ngàn hay ba ngàn đồng gì đó đi ha mà mình chiếc xe này đó mình đổi rồi cháu cho mình là chiếc xe khác mà khi an sinh xã hội phỏng vấn thì tùy theo là cái sự việc ra sao mình trình bày với an sinh xã hội ra sao bởi vì an sinh xã hội có thể nhìn chiếc xe mà mình đưa cho cháu mình là cho rồi khi mình lãnh ssi mà mình chuyển mình cho cái tài sản như vậy là không có hợp lệ mặc dù là cháu đưa mình là chiếc xe khác nha xe mới hơn uh, cho mình thì an sinh xã hội có thể nhìn riêng biệt tùy theo cái thời điểm này là ra sao ví dụ như là trên mặt giấy tờ chuyển đổi ra sao rồi an sinh xã hội có thể nhìn xem chiếc xe của cháu là ra sao chiếc xe đó mua hay là xe có dư à, rồi bây giờ cho mình để mình sử dụng à, bởi vì sinh xã hội xét không có muốn là tình trạng là à, có một số quý vị đó là nhận chiếc xe của người khác người thân của mình thì an sinh xã hội xét kỹ xem coi có phải cái tài sản của mình đưa cho người khác rồi người khác mua chiếc xe khác như vậy rồi chuyển lại cho mình hay không ha. thì đây có thể là một cái dấu hỏi an sinh xã hội tùy theo nhân viên họ xét và có thể là uh, mình mà gặp một nhân viên mà họ xét hơi kỹ đó, thì sẽ có những cái câu hỏi để mà rõ ràng hơn có sự việc ra sao ha. cái câu hỏi chỉ hỏi rằng là tôi có cần báo cho an sinh xã hội biết hay không thì mình khuyên là nên báo cho an sinh xã hội biết Mặc dù nó trong luật cũng nên báo cho sinh xã hội biết bởi vì chiếc xe mình đang có đó Thì trong cái hệ thống của anh sinh xã hội họ có biết chiếc xe đó của mình đang có rồi Mà chiếc xe này mình chuyển đổi cho người khác mà không trình với anh sinh xã hội Thì họ nói rằng chiếc xe đó mình chuyển mình cho là có thể là bị phạm luật Rồi chiếc xe khác mà đến mình có nghĩa là từ cháu mình đưa đến mình thì khi mà chuyển đổi tên như vậy đó thì anh sinh xã hội cũng sẽ biết thôi mặc dù mình không trình nhưng mà anh sinh xã hội cũng sẽ biết sớm muộn cũng sẽ biết à, cái hệ thống sẽ biết được thì họ sẽ hỏi mình ở đâu mà có xe này ra sao mà mình không có đủ những cái bằng chứng để mà cung cấp rõ rệt rằng là từ người cháu cho thì đó là có thể là một vấn đề ha và anh xã hội cũng có thể xét thêm là hỏi rằng là giống như hồi nãy mình có chia sẻ là uh, chiếc xe đã của người cháu hay là cháu mua mua thì khả năng ra sao rõ ràng hết để biết rõ ràng là uh, người mà cho mình chiếc xe là có khả năng uh, cung cấp chiếc xe đó cho mình uh -huh. nên mình khuyên là nên cập nhật với an sinh xã hội rõ ràng về cái sự việc này để họ lưu vào cái hồ sơ của mình uh, về cái 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 sự việc này ha. Alright câu hỏi này liên quan đến uh, một anh hỏi rằng uh, là anh đang sống ở Việt Nam và nếu mà kết hôn với bạn gái uh, anh hỏi rằng là sau khi kết hôn nếu trên 10 năm vợ tôi có quyền Uh, lợi ăn theo hồ sơ hu của tôi không All right. thì khi mà mình kết hôn với một người nếu mà ở Mỹ đó nha nếu mà sống ở Mỹ mình đang nói là hai vợ chồng cả vợ và chồng đều ở Mỹ hết thì mình có thể lãnh tiền hưu của người kia sau khi kết hôn một năm trở lên huh. còn nếu mà mình uh, về Việt Nam đi mình sống rồi mình kết hôn với một người có nghĩa là vợ ở Việt Nam Đó. thì nếu mà người vợ không sang Mỹ thì sẽ không có được lãnh cái tiền từ hồ sơ của mình ha thì uh, anh nói rằng là vợ tôi không muốn đi Mỹ như vậy là vợ có được lãnh theo hay không có nghĩa là được ăn theo cái hồ sơ hay không thì nếu mà vợ không sang Mỹ thì anh xã hội không cho phép lãnh theo ha và cái tình trạng này nó cũng như là một người mà ở Mỹ mình làm việc mình đóng thuế mình đầy đủ tính chỉ để mình mình lãnh hưu rồi đó rồi mình về Việt Nam mình sống mà mình chưa có quốc tịch Mỹ à. thì mình cũng không thể mà ở Việt Nam mà lãnh hoài chỉ tối đa lãnh được 6 tháng thôi nếu mình đang có cái diện thường chủ nhân đó, thì người mà đang ở Việt Nam mình uh, quốc tịch Mỹ mình về Việt Nam mình ở rồi mình kết hôn với người vợ ở Việt Nam mà người đó không sang Mỹ uh, chưa bao giờ sang Mỹ hết và chưa có cái diện gì ở Mỹ hết thì sẽ không có lãnh được uh, cái uh, cái quyền lợi theo từ hồ sơ của của mình là người chồng ha uh, Yeah, đây là câu hỏi mà rất là hay anh gửi cái câu hỏi này rất là hay à, có rất nhiều quý vị có câu hỏi cũng tương tự như vậy luôn nha à, yeah. thì đây cũng là cái câu trả lời cho câu hỏi uh, này rồi right, câu hỏi kế tiếp liên quan đến uh, đang lãnh tiền hưu có thể xin thêm cái medicate ở tiểu bang được hay không à, mình đọc sơ sơ câu hỏi một tí tôi có câu hỏi về medicate Tôi 66 tuổi, à, ở Mỹ, à, hơn 40 năm, có quốc tịch Mỹ, và có tính chỉ lãnh hưu, à, hiện thời thì lãnh được 938 đồng một tháng. Và có cái Medicare phần B thì phải trả cái lệ phí mỗi tháng là 174 đồng, à, 70 cent một tháng. Đó. À, trừ vào cái phần mà 938 đồng này, thì còn lại là 764 đồng à, và không có những cái thu nhập nào khác à, đang ở, mướt à, một nơi đó mà ở à, và muốn xin cái Medicaid và muốn biết rằng có được hay không muốn biết rằng là năm nay thì cái Medicaid tiền bỏ trong ngân hàng là bao nhiêu à, hay nói chung là cái phần tài sản là bao nhiêu ha thì cái chương trình Medicaid này đó thì tùy theo tiểu bang của mình. Có cái quy định từ tiểu bang cho cái tài sản của mỗi tiểu bang có sự khác biệt nha. Ví dụ như mình ở California thì những quý vị 65 tuổi là lãnh uh, theo tình trạng bệnh tật thì từ hồi 1, tây tháng 1 năm 2024 vừa qua đó thì không có còn giới hạn tài sản nữa. Nên câu hỏi này đó thì mình không biết là anh ở tiểu bang nào nha để mình à, lấy một cái ví dụ ở trên mạng ra để cho anh có thể, thể xem coi là cái tiểu bang của mình cái tài sản của mình có nằm trong cái mức giới hạn hay không nha, nhiều tiểu bang thì giới hạn cái mức tài sản là 2.000 đồng cho độc thân, 3.000 đồng cho đôi vợ chồng ha. Để mình tìm một cái trên mạng rồi mình quay lại Alright, coi như đây là một nơi mà ở trên mạng ở uh, uh, Choice Mutual thì uh, ở đây nói rằng là nhiều tiểu bang thì có cái giới hạn như mình nói là 2.000, 3.000 đồng, 2.000 đồng cho độc thân và 3.000 đồng cho vợ chồng, ha. Và có một số tiểu bang thì tùy theo mình sống ở tiểu bang nào, mình đi sơ sơ qua cái này để anh có thể thấy rằng là anh sống ở tiểu bang nào thì coi của mình có nằm trong mức giới hạn hay không. Ha thì mình sẽ không đọc từng tiểu bang nha, đọc từng tiểu bang thì sẽ uh, mất thời gian cho anh và nhiều quý vị. Ví dụ như ở California thì không có còn sự giới hạn nữa. Ở New York thì ở đây, đây là độc thân ha. Thì giới hạn là 30.182 đồng. Còn men là 10.000, South Carolina là 9.090 đồng. Rồi mấy tiểu bang ở đây chẳng hạn như là Nebraska, DC hay là Rhode Island thì là 4.000 North Dakota là 3.000 rồi ở đây Maryland New Hampshire 2.500 uh, rồi những cái sự giới hạn mà limit cho uh, độc thân lần thường là 2.000 đồng nha Connecticut là 1.600 mình đi xuống ở đây thì có nhiều tiểu bang khác nữa ở đây thì hầu như là nằm ở mức 2.000 đồng là những tiểu bang này đây là California đi theo thứ tự uh, chữ cái đó. thì California là không có giới hạn uh, tài sản ở đây là những tiểu bang nha thì mình đi từ từ mình không đọc từng cái và mình kéo xuống để anh thấy coi anh đang ở tiểu bang nào thì biết được là tiểu bang của mình giới hạn ra sao hả OK, đại khái là như vậy ha. Thì phần đông là 2.000 đồng, nhưng mà có một số tiểu bang thì cái mức giới hạn tài sản nằm ở cao hơn 2.000 đồng cho độc thân. Bên phía bên này là cho vợ chồng ha. Thì tiền trong nhà băng hay là uh, cổ phiếu hay là bond, certificates of deposit, vân vân hoặc là tiền mặt, thì coi như là đó là nằm trong những cái mà họ tính là cái mức giới hạn tài sản. Uh, mà họ ấn ra ở tiểu bang của mình ha. Alright, coi như là mình muốn có được cái Medicare thì phải như vậy nha, còn mình muốn có sự hỗ trợ để mà trả cái phí cho cái phần B 174 đồng 70 sen một tháng như vậy đó. Và những cái phụ phí khác mà Medicare uh, Medicare chừa lại, chẳng hạn như phần B chỉ trả có 80%, mình phải trả 20% mỗi khi mình sử dụng. Thì nếu mà tiểu bang của anh mà giới hạn cái mức tài sản là 2.000 đồng mà tài sản của mình có nghĩa là của anh vượt quá một tí đó mà còn nằm trong cái sự giới hạn của cái chương trình Medicare Savings mà cái mình thường uh, gợi ý quý vị nên nộp là cái chương trình QMB đó ha để mình lấy cái đó ra alright thì trong cái chương trình Medicare Savings có cái chương trình QMB thì giới hạn cái mức tài sản ở đây là 9.430 đồng. Rồi cái giới hạn về thu nhập là 1.275 đồng. Thì bây giờ anh lãnh tiền hưu là 938 đồng một tháng thì nằm trong cái mức giới hạn về thu nhập ở đây. Rồi, tài sản nếu mà tài sản của anh mà quá của cái phần giới hạn ở tiểu bang, nếu tiểu bang của anh là giới hạn 2.000 đồng mà dưới cái mức 9.430 đồng này để có được cái chương trình QMB này hỗ trợ trả cái phí phần B hàng tháng mà anh phải đóng lần 174.70 cent ở đó và những cái phần khác chẳng hạn như là deductibles, co-insurance, vân vân, uh, co-payments thì hỗ trợ được cũng rất là nhiều thứ khác là mình có luôn được cái sự hỗ trợ về cái phần thuốc luôn, đó. phần thuốc luôn thì cũng uh, cũng cũng đã nếu mà mình vượt quá cái mức giới hạn cho Medicaid ở tiểu bang của mình liên quan đến tài sản thì có thể kêu họ xét cho mình trong cái chương trình QMB nhé và anh nộp cho cái chương trình này đó thì là nộp ở liên lạc văn phòng Medicaid ở tiểu bang của anh để mà hỏi về cái chương trình này ha. Alright, đó là về cái phần uh, một tí về cái phần trả lời cho câu hỏi của anh ha. Alright, câu hỏi kế tiếp uh, trả lời cho một anh có câu hỏi như vậy để mình tóm tắt sơ sơ. Tôi trên 65 tuổi. Vợ tôi chưa đến 65 tuổi, tôi không đi làm, tôi không có đi làm. Hai vợ chồng ở cùng với con và tôi có trợ cấp SSI uh, với khoảng trợ cấp 2 phần 3 mức tối đa thì uh, chắc một số quý vị hỏi rằng là tại sao không nhận được mức tối đa thường thường mà mình uh, sống cùng với người thân mà được hỗ trợ về những cái sự việc chẳng hạn như là uh, chi phí nhà cửa hỗ trợ về nhà cửa uh, thức ăn thì hiện thời sinh xã hội có thể trừ tối đa là 1 phần 3 cái cái tiền SSI của mình ha. All right. Với mức trợ cấp trên thì hai vợ chồng tôi trang trải chi phí sinh hoạt hàng ngày uh, tất nhiên là con số nó rất là nhỏ nhỏ mà chỉ có một người có nghĩa là anh trên 65 mới được SSI thôi, chị chưa đến 65 thì không có được cái SSI như vậy ha thì anh hỏi rằng đó là đó hiện bây giờ chị chưa đi làm và không có cái bảo hiểm y tế bởi vì dưới 65 tuổi nếu mà chị đi làm để có thu nhập để mua cái bảo hiểm y tế thì tất nhiên là khi mà đi làm như vậy thì có khả năng là thu nhập và tài sản của hai vợ chồng sẽ tăng lên hiện bây giờ là anh và chị mặc dù chỉ có mình anh lãnh ssi thôi nhưng sinh xã hội giới hạn cái mức tài sản là 3.000 đồng cho đôi vợ chồng ha? À, thì anh nói rằng là nếu mà chị đi làm mà có thu nhập thêm từ việc làm thì tất nhiên là có thể ảnh hưởng đến cái ssi của anh là có thể bị giảm hoặc là có thể bị cắt à, có quy định nào về cái tình trạng mà vợ đi làm có thu nhập mà không ảnh hưởng đến cái trợ cấp SSI hay không. Um, anh nêu ra một vài điều mà cũng có rất nhiều quý vị khi mình làm việc và thấy rằng là cái luật này cần thay đổi chẳng hạn như là quy định của hai người mà chỉ có một người lãnh SSI thôi mà cái quy định là 3.000 đồng như vậy cho hai người thì nó không có hợp lý với cái tình trạng À, mà có một người lãnh SSI thôi. Vợ thì chưa đến 65 tuổi thì tất nhiên là phải đi làm để có cái thu nhập và có cái bảo hiểm để được tham gia vào cái chương trình ACA từ chính phủ hoặc là chương trình này chương trình kia bắt buộc phải mình đi làm. Thì đây là một cái mà mặc dù là rất là nhiều người thấy không hợp lý nhưng mà cái luật của an sinh xã hội thì lại áp dụng cho tất cả những quý vị nộp đơn. Nên khi mà chị đi làm thì một số thu nhập của chị An sinh xã hội sẽ xét Để mà có thể khấu trừ vào cái tiền anh đang anh lãnh, hiện thời là ở mức 2 phần 3 như vậy đó, Thì có thể khấu trừ và tùy theo thu nhập có là bao nhiêu à, Nếu mà có hay Khá cao thì có thể ảnh hưởng, mình không còn nhận được gì hết luôn Rồi cái tài sản Khi mà mình có cái thu nhập rồi mà cái phần tài sản mà cộng lại mà trên 3.000 đồng như vậy thì cũng bị ảnh hưởng, có nghĩa là SSI sẽ xã hội giới hạn cả hai, giới hạn thu nhập và cái tài uh, sản. Và khi mà mình tình trạng vợ chồng mặc dù có một người lãnh thôi thì cái thu nhập của người kia nếu mà đi làm thì một phần của thu nhập đó cũng sẽ được tính để xem có khấu trừ vào cái mức SSI hay không, khấu trừ ra sao ạ? thì cái luật hiện thời là như vậy không có tình trạng ngoại lệ thì đây là một cái mà cũng có rất nhiều thành viên uh, trong quốc hội hay là những hiệp hội này hiệp hội nọ kêu gọi rằng là anh chị xã hội nên có cái sự thay đổi về cái cách thức tính như vậy uh, không có mà không có hợp và công bằng uh, gì mấy nhưng hiện thời bây giờ thì anh chị xã hội vẫn còn cái luật đó Alright đó là một số đề tài mà mình uh, trả lời cho những câu hỏi và đặc biệt là có một số quý vị có những câu hỏi liên quan đến cái mức SSI từng tiểu bang thì hồi nãy mình cũng có trả lời một câu hỏi và có có cái phần này liên quan đến giới hạn uh, tài sản uh, có phần có những câu hỏi uh, một số vị có những câu hỏi liên quan đến cái tài sản giới hạn tiểu bang tôi là bao nhiêu bao nhiêu thì mình cũng có trình bày về cái này ở cái phần này hồi nãy ha có gì mình sẽ trả lời những video sau chào quý vị